Ở tập trước, cậu bé đã cùng chìa khóa vàng đi vào rừng tìm Dương Thần. Cậu vượt qua cơn bão tuyết nhờ sự giúp đỡ chú thỏ. Nghe cậu bé đi tìm điều ước, chú thỏ gửi gắm điều ước mùa đông mau kết thúc và tặng cậu bé một túi hạt kê. Mùa đông thật lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cứu vùng đất này. Chúc cậu may mắn. Trên đường đi, nếu đói thì hãy ăn tạm những hạt kê tôi đưa nhé. Dù sao thì cậu cũng phải sống để tìm được điều ước trước đã. Cậu cũng cố gắng đợi mùa xuân tới nha. Đi qua chiếc hang này chúng ta sẽ tới nơi. Nhưng hãy cẩn thận đó, rất nhiều người đều mắc kẹt trong chiếc hang này. Phải đối mặt thôi. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu rồi? Tôi không thấy gì hết. Ánh sáng. Có khi đó là đường ra. Chìa khóa ơi, cậu ở đâu? Tại sao mình lại quay về làng? Thật kỳ diệu, mình đã về đến nhà rồi. Gặp bà nữa. Ôi, đứa cháu ngốc nghếch của ta, bà sẽ mãi mãi ở bên cháu, không đi đâu hết. Tay bà ấm quá. Con trai, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nha con. Mẹ, cha, con nhớ cha mẹ quá. Từ giờ trở đi, cha sẽ luôn ở đây bảo vệ cho con. Mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho con. Cha mẹ đừng bỏ con nữa nha. Trước khi ăn, con phải đi thay đồ cho sạch sẽ cái đã. Mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đẹp đó nha. Quần áo mới? Thật sao? Đương nhiên rồi. Một cậu bé ngoan luôn xứng đáng có quần áo mới. Mình không cần đi tìm điều ước nào nữa. Điều mình mong muốn nhất đã có ở đây rồi. Thật là hạnh phúc quá. Tại sao cháu không bỏ chiếc khăn cũ kỹ trên cổ đi? Trông nó thật là nghèo nàn. Đúng rồi đó, bỏ nó đi. Mẹ mua rất nhiều khăn cho con mà. Nhưng đây là chiếc khăn quý giá nhất đối với con. Nó có quý giá bằng ta và ba mẹ của cháu hay không? Nó quý giá hơn bữa ăn thịnh soạn này sao? Quý giá hơn cả quần áo mới con đang mặc à? Chiếc khăn này là món quà kỷ niệm của bà cho con. Sao mọi người lại ghét nó chứ? Cha mẹ, họ đã mất rồi cơ mà. Còn bà thì vừa bị lãnh chúa hại. Có điều gì đó lạ lắm. Cuộc sống giàu có này là của mình sao? Không, đây không phải là thật. Còn nói gì vậy? Mau tháo chiếc khăn cũ ấy ra, rồi ăn cơm thôi. Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại khóc? Cha, mẹ, bà, cảm ơn vì đã gặp con một lần nữa. Nhưng con không thể ở đây được. Những thứ này không thuộc về con. Đây chỉ là một giấc mơ. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã thấy ảo giác gì vậy? Cậu có biết là mình đã hôn mê 7 ngày rồi không? Thì ra đó chỉ là ảo giác. Tôi còn tưởng mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Những ảo giác đó thực ra là bẫy. Nó cho ta thấy điều ta mong muốn nhất. Nhiều người đã không thể tìm thấy điều ước mà mãi bị kẹt trong cái bẫy chết người này. Tôi tưởng mình đã gặp lại bà và cha mẹ của mình, nhưng đó chỉ là ảo giác. Không sao đâu. Tin vui là cậu đã vượt qua thử thách này. Khi tìm thấy điều ước,
cậu có thể ước ảo giác ấy biến thành sự thật. Vậy là chúng ta sắp đến nơi. Gần như vậy. Trước mắt chúng ta còn một thử thách nữa thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, chúng ta sẽ đi tiếp.